sau nhiều năm yêu nhau tưởng chừng bội di và ken sẽ đến được với nhau nhưng một ngày nọ bỗng nhiên anh chàng ken đột ngột mất tích để lại một bãi chiến trường cho bội di và sự xuất hiện cùng lúc của hai con quái thú là tiêu hiển hoa và đới quang minh đã làm đảo lộn cuộc sống của bốn chị em nhà họ cao lúc đầu họ như nước với lửa tạo nên những tình huống dở khóc dở cười nhưng với sự khéo léo trong giao tiếp hiển hoa đã song hành cùng bội di trên con đường phục hồi và phát triển công ty đồ chơi kỳ thú dần dần tình cảm của hiển hoa dành cho bội di dành cho cô ngày một nhiều dù biết rõ cô vẫn không quên được ken trong khi bảo di dù rất bội phục sự uyên bác và không ngại khó khăn của đới quang minh nhưng cô lại đem lòng yêu thầm hiển hoa